Các bạn nhỏ ơi, mùa xuân đã đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở khoe sắc, đất trời và vạn vật như tươi mới hơn để chào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình đấy. Và hòa chung với không khí của mùa xuân nhộn nhịp, cô cháu mình hãy cùng nhau đi du xuân nào. Đây là cây hoa gì các bạn? Cây hoa đào. Đố các bạn biết hoa đào là loài hoa đặc trưng ở miền nào? Đây chính là cây hoa đào, là một loại hoa đặc trưng của ngày Tết. Nào, cô cháu mình hãy cùng tiếp tục đi du xuân xem còn có những loại hoa nào khác nữa. Các bạn nhìn xem đây là cây hoa gì nhỉ? Cây hoa mai. Hoa mai là loài hoa đặc trưng ở miền nào nhỉ? Miền Nam. Hoa mai chính là một loài hoa đặc trưng ở miền Nam đấy. Và hai loài hoa đặc trưng của hai miền đất nước này còn có một sự tích mà ít ai biết đến. Và trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay, cô mời chúng mình hãy cùng đến với câu chuyện Sự tích hoa đào hoa mai. Sự tích hoa đào miền Bắc. Ngày xưa ở phía đông núi Sóc Sơn có một cây đào mọc đã lâu đời. Cành lá đào sum suê, tán lá to lớn khác thường. Toán rộng che phủ cả một vùng. Có hai vị thần tên là Trà và Uất Lũy trú ngụ trên thân cây hoa đào, tỏa rộng uy quyền che chở cho dân chúng khắp vùng. Lúc bấy giờ, yêu ma hay quỷ quái quấy phá đều khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của hai vị thần. Chính vì vậy, ma quỷ rất là sợ uy vũ sấm sét của hai vị thần linh này, đến nỗi sợ luôn cả cây hoa đào. Chỉ cần nhìn thấy cành hoa đào từ xa là chúng đã bỏ chạy xa bay. Cũng giống như những vị thần khác, vào những ngày cuối năm, hai vị thần Trà và Uất Lĩ phải lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Trong những ngày Tết, hai vị thần vắng mặt ở nhân gian, ma quỷ hành hoành quấy phá. Để tránh khỏi sự hành hoành quấy phá của ma quỷ, dân chúng trong vùng đã bẻ cành đào cắm vào lọ trong nhà. Ai không bẻ được cành đào thì đã dùng giấy hồng điều vẽ hình ảnh hai vị thần và dán vào cột trước nhà để xua đuổi ma quỷ. Và sự tích hoa đào cũng bắt nguồn từ đó. Vừa rồi là sự tích hoa đào của miền Bắc. Và tiếp theo, cô mời chúng mình hãy đến với câu chuyện Sự tích hoa mai vàng miền Nam. Ngày xưa, có một cô gái tên là Mai, con của một bác thợ săn vô cùng gan dạ và dũng cảm. Năm lên 14 tuổi, cô gái đã được người cha rèn luyện để trở thành một nữ hiệp sĩ tài giỏi, tinh thông võ thuật. Lúc bấy giờ, ở một làng nọ có yêu tinh quấy phá. Dân chúng đã treo thưởng cho ai tiêu diệt được yêu tinh. Thế là hai cha con lên đường tiêu diệt yêu tinh. Sau khi tiêu diệt yêu tinh trở về, danh tiếng của hai cha con ngày càng vang dội. Không lâu sau đó, người cha lâm bệnh nặng, sức khỏe ngày một yếu đi. Còn cô gái đã bước qua tuổi 18, sức khỏe ngày càng tăng lên vượt bậc, võ thuật ngày càng tinh thông. Năm ấy, yêu tinh rắn lại xuất hiện và quấy phá dân làng. Dân làng đã khẩn thiết mời hai cha con giúp dân làng tiêu diệt yêu tinh. Trước khi lên đường, mẹ cô gái đã may tặng cho cô gái một bộ đồ gấm màu vàng. Và cô đã hứa với mẹ sẽ mặc bộ đồ này vào ngày trở về để mẹ có thể nhìn thấy từ xa. Sau đó, hai cha con trèo đèo lội suối lên đường tiêu diệt yêu tinh. Người cha do sức khỏe yếu không giúp gì được cho cô gái nhiều. Một mình cô gái chống chọi với yêu tinh rắn. Cuối cùng cô cũng tiêu diệt được yêu tinh rắn. Nhưng rủi thay, trước khi chết, yêu tinh rắn đã vùng dậy, dùng đuôi siết chặt cô gái đến chết. Cảm thông trước tấm lòng nghĩa hiệp của cô gái, cũng như sự khóc lóc van nài của người mẹ, táo quân trong nhà đã khẩn xin với Ngọc Hoàng cho cô gái được trở về với gia đình trong 9 ngày Tết. Từ ngày 28 đến ngày mùng 6 Tết, cô gái được trở về với gia đình trong hình hài một con người nguyên vẹn. Không lâu sau đó, khi cha mẹ và người thân mất đi,
cô gái đã không trở về nữa mà biến thành một cây hoa màu vàng mọc bên miếu mà dân làng lập nên để thờ mình. Dân làng thấy cây hoa lạ màu vàng chỉ nở trong 9 ngày Tết, liền đặt tên cho cây đó giống như tên của cô gái, đó là cây hoa mai. Và chiếc cành trồng ở khắp nơi trong vùng với mong muốn mang lại sự may mắn cho tất cả mọi người. Như vậy, hai loài hoa đào và hoa mai là hai vẻ đẹp đặc trưng của hai miền đất nước, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt phải không nào? Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì nhỉ? Bạn nào có thể cho cô biết hoa đào là loài hoa đặc trưng ở miền nào? Cô mời Mai Anh nào. Cháu thưa cô, hoa đào là hoa đặc trưng ở miền Bắc ạ. À, bạn Mai Anh có ý kiến cho rằng hoa đào là loài hoa đặc trưng ở miền Bắc đấy. À, thế bạn nào giỏi cho cô biết cây hoa đào trong câu chuyện này có đặc điểm như thế nào? Cô mời Hải Dương nào. Con thưa cô, cây hoa đào to lớn khổng lồ ạ. À, ai có thể nhắc lại câu trả lời này một lần nữa nào? Cô mời Tùng Lâm nào. Cháu thưa cô, cây hoa đào đặc điểm là to lớn khổng lồ ạ. À, đúng rồi đấy các con ạ. Cây đào trong câu chuyện này rất là to lớn và khổng lồ đấy. Và một câu hỏi khó hơn nữa. Hai vị thần trú ngụ trên cây đào này có tên là gì nhỉ? Cô mời Minh Thư nào. Cháu thưa cô, hai vị thần trong câu chuyện này tên là Trà và Uất Mỹ ạ. Thế để ma quỷ không quấy phá thì dân chúng đã làm điều gì nhỉ? Ai biết nào? Cô mời một bạn nào? Cô mời Trúc Anh nào? Cháu thưa cô, người dân đã bẻ cành đào cắm vào lọ trong nhà. À, ngoài bẻ cành đào cắm vào lọ trong nhà, người dân còn làm điều gì nữa? Cô mời con nào? Cháu thưa cô, dân dùng giấy đồng hồng điều để vẽ hai vị thần vào đấy ạ. À, ngoài bẻ cành đào cắm vào lọ trong nhà này thì người dân còn dùng giấy hồng điều để vẽ hình hai vị thần và dán ở cột trước nhà nhằm xua đuổi ma quỷ, mang lại sự hạnh phúc an lành cho mọi nhà đấy. Ý nghĩa của cây hoa đào thì như thế, thế còn cây hoa mai thì có ý nghĩa như thế nào? Cô mời một bạn nào? Cô mời Thảo Nhi nào? Thưa cô, cây hoa mai mang lại sự may mắn ạ. Cây hoa đà mai có ý nghĩa mang lại sự may mắn trong một năm đấy. Thế cô gái trong câu chuyện Sự Tích Hoa Mai này có tên là gì? Cô mời bạn Khôi Nguyên nào. Cháu thưa cô, cô gái trong câu chuyện này tên là Mai ạ. Thế hai cha con cô gái đã giúp người dân làm điều gì nhỉ? Cô mời Trúc Anh nào. Cháu thưa cô, hai cha con cô gái đã giúp người dân điều gì tiêu tinh ạ? À, rất là giỏi. Hai cha con cô gái đã giúp người dân tiêu diệt yêu tinh này. Thế trước khi đi, người mẹ đã tặng cho cô gái món quà gì nhỉ? Cô mời con. Cháu thưa cô, một bộ đồ gấm màu vàng ạ. À, người mẹ đã tặng cho cô gái một bộ đồ gấm màu vàng này. Và cô gái đã hứa với mẹ điều gì? Ai biết nào? Cô mời Trúc Anh nào. Thưa cô gái xin hứa với mẹ mặc bộ đồ trở về mẹ có thể nhìn thấy đường xa. Cô gái đã hứa với mẹ sẽ mặc bộ đồ gấm màu vàng này vào ngày trở về để mẹ có thể nhìn thấy mình từ xa đấy. Thế cô gái có giữ được lời hứa với mẹ của mình không? À, và cô gái đã không giữ được lời hứa với mẹ của mình này. Các bạn nhỏ ơi, qua câu chuyện Sự Tích Hoa Đào Hoa Mai mà cô Dung vừa kể, cô tin rằng các con đã hiểu được ý nghĩa của hoa mai hoa đào mà mỗi gia đình trưng bày trong ngày Tết đấy. Hoa mai có ý nghĩa mang lại sự may mắn trong một năm, còn hoa đào có ý nghĩa trừ tà đuổi quỷ, mang lại sự an lành, hạnh phúc, thịnh vượng cho mỗi gia đình người Việt chúng mình đấy. Và không khí đất trời đang nhộn nhịp vào xuân rồi, nào cô cháu mình hãy cùng đứng dậy múa hát để chào đón mùa xuân. Xin tươi nhà bao rộn tiếng cười, xuân mang niềm tin ấm thêm tình người, nào nằm bên chim hót vang gọi mời.
trình kể chuyện cùng bé của cô và trò trường Mầm non Hoa Mai đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong chương trình lần sau. Chúc mừng năm mới!